Hola, hello cho mọi người. Ai vô mà này ra rồi. Mọi người ơi, có ai đi quán mời ghé vô ủng hộ kênh chính nghĩa cái với. Đấy, thì không biết là tại họ nhận định con thiếu sót hay là tại mình con thiếu sót thì mình cũng không biết. Thì mình cứ nói theo là cái cách nhận định mà gọi là như hiện tại đấy á, thì có cái khí mà xuất hiện cái bọn khủng bố đề cá rồi đấy. Thì có nhiều người nói rằng là một nhóm như thế này thì làm sao mà đánh thắng được là 97 triệu dân. Bởi vì mình mấy bữa mình cứ đọc lướt mạng đấy, rồi thấy nhiều comment nói rằng là cho dù đề cá hay là cái gì đó là cũng rất là nhỏ đối với 97 triệu dân, và họ nhận định rằng là đề cá cái bọn đề cá khủng bố đấy thì chỉ là khoảng 100 tầm 100 đứa trở lại đấy. Thì mình nói thế này này, cũng mấy bữa đấy thì là nói rằng là đề cá có một cái nước gọi là, không phải là có một cái nước mà gọi là có một cái tổ chức khủng bố đề cá tự xưng là một nước đấy. Thì cái này là dư cái riêng cái bọn khủng bố á, giống như ở bọn phun rô ở bên Campuchia những cái năm trước 75 đấy, thì mình cũng chưa là tìm hiểu kỹ đó nè. Nhưng mà nói rằng mà nói đề cá là cái đề cá là một cái bọn là của Việt Nam, gọi là người Việt Nam, thì rõ ràng ràng là cái tổ chức cái đầu cái thủ của nó đấy nằm ở chỗ nào thì ta chưa biết đó nè. Nhưng mà thấy những cái bọn tay chân rần rệp của cái tổ chức đề cá đấy thì thấy nó đã đến Việt, đã ở Việt Nam chứ không phải là đến nè. Đấy, nó đã ở Việt Nam gọi là nằm vùng và gây dựng phong trào, thì đến đâu thì mình cũng chưa biết. Cái này là cái sức mạnh của nó thì chỉ có là các cơ quan tổ chức, các cơ quan là gọi như là công an nọ kia thì họ điều tra thì mới biết được là họ đó cái tổ chức đó mạnh hay yếu và con số đông hay là ít đấy, tổ chức nhỏ hay là lớn. Thế nhưng mà ở đấy thì cái chuyện lớn nhỏ thì mình cũng không nói. Nhưng mà dù sao nó chúng nó lớn cỡ nào thì cũng không bằng là 97 triệu dân Việt Nam được. 100 triệu dân Việt Nam. Đó nè. Nhưng mà có nhiều người nhìn rồi đánh giá rằng cái tổ chức đề cá này chỉ là một tổ chức nhỏ. Đó nè. Mà rõ ràng ràng chừa con mắt thì ở đây tổ chức đề cá là một tổ chức đối nghịch, thù địch, gọi là một tổ chức thù, một thế lực thù địch đối với người dân Việt Nam, là người dân yêu chuộng tự do và hòa bình. Đấy, thì đề cá rõ ràng là một thế địch, một thế lực thù địch của dân tộc Việt Nam. Rõ ràng đó, nó là như thế. Đó, con nói rằng là nhiều người nói rằng là một cái tổ chức nhỏ. Đây, nhiều người nói rằng là cái tổ chức đề cá này ấy, là chỉ có là trăm trăm hơn trăm kém đấy, thì làm răng mà thoát mà thắng cho được Việt Nam. Đó nè. Thì ở đấy là họ chỉ nhận định rằng cái tổ chức này là nhỏ, cái tổ chức này là nhỏ đó. Thì ở đấy cái chủ đề của mình á là nói lên cái cách, nó là gọi là cái cách mà dễ nhận định, cái cách dễ nhận định cái thế lực thù địch đấy. Thì nếu như mà mọi người chỉ nhìn vô đấy thì nói rằng là cái tổ chức đề cá sẽ là nhỏ đây, có 100, 200, 300 người thì cũng chả là gì so với dân tộc Việt Nam. Nhưng mà mình thì mình nói rằng cái cách nhận định của các bạn là sai đấy. Rồi giống như hôm trước mình đưa cái đoàn, mình đưa một cái clip video là của cái con Diễm Phạm đấy, gọi là cái con que Diễm Phạm là đi phát đồ từ thiện nha mọi người. Đấy, chúng nó lợi dụng cái sự là gọi là ít hiểu biết của cái người dân tộc ở miền núi đấy, cho nên là chúng nó đánh vào cái lòng tham, gọi là đánh vào cái dạ dày đấy của người dân ở đó.
Đó, cho nên là chúng nó đã lợi dụng và cái xanh xanh cái này đây. Đây, cái xanh này là cái túi mà để là tặng cho các bé có thể là đi chơi hoặc đi học hoặc là đi chợ chẳng hạn là đều có gắn cái cơ cái rẻ vàng bá que. Đây, thì giả sử như dư ở đây thì em cũng luôn bởi vì là mấy bữa mình thấy rất khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều và hơn bao giờ hết thì cái giá cái thời điểm hiện tại á là đã có khá nhiều cái nhóm mà gọi là trai có gái có già trẻ đều có gọi là chúng nó thích mặc đồ ngụy diễn đồ ngụy mặc đồ ngụy rồi diễn đó và mới nhất á, là cái nhóm mà năm xe jeep năm xe dép ở dưới Cửa Lò Nghệ An đấy nói rằng là đi cái gì à, đi đi dự lễ hội áo dài nhưng mà cuối cùng chả có cái áo dài nào đó mà mục đích chúng nó là đi để khoe nói đấy nói từ khoe là nói cho nó cho nhẹ đi một chút thôi chứ mà nó đi nó thể hiện rằng là chúng nó có cái xe dép của Việt Nam Cộng Hòa in hình và treo cờ cả là logo của Mỹ và cả Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thì giả sử như ở đâu đó người ta sẽ nói rằng là gặp mấy năm cái xe dép này thì làm sao mà thắng được cả cái dân tộc Việt Nam mà mấy chục triệu dân đấy. Rồi có bạn mình đưa cái hình ảnh cái video này lên thì có bạn nói rằng là có mấy con mấy kia có mấy cái mộng như thế này đấy thì làm sao mà thắng được dân tộc Việt Nam đó nè. Nhưng mà ở đấy là cái khi mình không biết là các bạn nghĩ thế nào nhưng mà nếu mà nói để mà nhận định đánh giá cái sức mạnh của thế lực thù địch đấy thì phải là gọi là xấu chuỗi tổng hợp đấy xong số gọi là xấu chuỗi lại những cái sự kiện hoặc là những cái sự việc như là cái con này con Diễm Phạm này nó đang đi là tặng quà cho các em ở miền núi ở đấy cũng là cái cách mà nó đang đi mua chuộc đấy mua chuộc cái tình cảm mà mua chuộc cái sự đồng thuận của người dân ngả về cái phe của nó đó mọi người nè đấy là cái cách mà chúng nó đang đi mua chuộc lòng dân đấy thì dư á mọi người nhưng mà nhiều người là nhìn vào đấy là nói rằng là có một dụng như thế này thì làm sao mà thắng được 97 triệu dân Việt Nam đó nè. Nếu mà các bạn mà đánh giá chỉ nhìn vào đấy mà đánh giá về cái sức mạnh của thế lực thù địch á thì chưa hẳn là đúng mình nói rằng nói luôn rằng là chưa thể đúng được là bởi vì đây chỉ là một nhóm nhỏ đó nè. Nếu như cha mẹ của các cái bé mà đến nhận quà đấy á mà có đồng lòng mà theo cái con Diễm Phàm hay là theo cái tổ chức của nó đấy theo cái tổ chức bác que của nó đấy nha thì á, cũng rất là nhỏ nhưng mà cái khi mà chúng nó hợp sức lại á đó hoặc là như mình như người như ai đó mà đánh giá thì mình nói với các bạn là khoan đã đừng có nên mà comment cái kiểu rằng là một nhóm người như thế này đấy có một trên dưới có 100 đứa thằng trăm thằng chi thằng đề ca thì làm sao mà thắng nổi dân tộc Việt Nam là gần 100 triệu dân đó thì các bạn nói như thế theo mình thì mình nói rằng là sai cái cách nhận định của các bạn là gọi là chưa đến nơi chưa đến chốn và chưa biết cái cách là gọi là tổng hợp hay là xấu chuỗi những cái tình tiết mà xảy ra trong cái thời gian gần đây có thể là tính trong 90 năm trở lại đây hoặc 20-30 năm trở lại đây cũng gọi là thời gian gần được à, giống như cái tổ chức đề cá này không thể một sớm một chiều mà chúng nó thành lập được mà phải có người vận động có người trả tiền rồi có người trả lương cho chúng nó hứa hẹn nó kia thì khi đó chúng nó mới con số mới càng ngày càng đông đó
Và nếu như mà nhìn cái tổ chức này á, thì nói rằng là ở đây chỉ là một nhóm nhỏ. Đấy, nhiều người nói rằng là mấy đứa leo nguêu thì làm cái gì mà thắng được dân tộc Việt Nam. Đó, thì ở đấy mình nói rằng các bạn nói rửa là hơi chủ quan. Đó, mà các bạn nên đánh giá cái tình hình và nhận định là cái cách giả thử như trong mấy năm gần đây có những cái gì mà về cái phía thế lực của thù địch đấy là nó nổi lên chẳng hạn. Đấy, nếu các bạn biết tổng hợp xấu chuỗi lại đấy thì đừng có coi đây là một nhóm nha, mà chúng nó liên kết lại với nhau. Đấy, chúng nó sẽ liên kết lại với nhau là mục đích là chống phá, đánh phá Việt Nam và lợi ích của Việt Nam cũng như là lợi ích của người dân. Đấy, thì ở đấy á, không phải trước mắt ở đấy chỉ là một nhóm đó nè, nhưng mà mọi người lại nói rằng là một nhóm léo ngoéo như thế này thì làm sao mà thắng được là cả cái dân tộc Việt Nam gần 100 triệu dân. Mà các bạn quên rằng, đấy, mà các bạn quên rằng đã từ rất lâu là cái Tết năm 2018. Nha. Nếu như các bạn xấu chuỗi lại các cái tình tiết là ở cái nhà thơ gì mà Tam Kỳ hay, mình chỉ nhớ được hai cái chữ Tam Kỳ nè. Cái nhà sử ở Tam Kỳ đấy là cái năm 2018. Đấy, là cái cha sử ở cái sử là nhà thơ là Tam Kỳ đã tổ chức 3 ngày 3 đêm loa đài rất là rầm rộ. Để gọi là gặp mặt quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Đấy, gọi là gặp mặt quân nhân Việt Nam Cộng Hòa là rằng là đến đó ai cũng mặc đồ lính hết, gặp mặt các cựu chiến binh và quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa là ở một cái nhà thơ đã tổ chức đến 3 ngày như thế, rầm rộ loa đài và có cả hình cái logo của cái cờ Bá Que. Đó là một của một nhà thơ mà chính quyền vẫn không làm gì chí cả. Ba ngày ba đêm và cái hình ảnh đấy là bất kỳ ai đến đó, người thương binh có, người lành lặn có, đều là mặc lính và là đều là mặc quân phục của lính Việt Nam Cộng Hòa và có hết cả mê đáy rồi logo của Việt Nam Cộng Hòa đấy. Nói chung quân phục như thế nào đấy là mang đúng như thế mà ba ngày rầm rộ đấy. Trong khi những cái đài phản động đấy thì chúng nó là đưa tin rất là rầm rộ về cái cuộc gặp mặt gặp gỡ các cựu chiến binh ở đó đấy, mà nhưng mà báo của phía ta đấy thì không hề đếm xỉa đến nơi đó. Và thấy phía bên chính quyền xã hay tỉnh hay huyện là cũng không thấy ai nói chi, không thấy báo chí nói gì. Đấy, muốn nhận định cái thế lực thù địch là mọi người phải xấu chuỗi lại cho hết. Đấy, chứ đừng nhìn vào một cái sự kiện nào đó mà đánh giá cái sức mạnh của thế lực thù địch là không phải. Mà mình nghĩ rằng là nên xấu chuỗi. Nên xấu chuỗi nếu có nhiều sự kiện hoặc nhiều tình tiết nào đó rồi của những cái bọn lính ngụy đấy. Đấy, những cái bọn lính ngụy mà vừa rồi mà cứ mặc đồ ngụy mà nhổ nhắn trên mạng đấy. Nếu như có những cái hình ảnh nào đó mà nói về ngụy quân, ngụy quyền hay là những cái nhóm các bạn cộng thêm cộng những cái nhóm mà đồ là lính ngụy, những cái nhóm mà cứ mặc cái đồ ngụy rồi là đủ đờn trên mạng đấy, đủ trong rừng đấy, rồi súng ống rồi nọ kia rồi là chúng nó đủ trong rừng đấy, rồi quạt lên mạng đấy, thì mọi người cứ xấu chuỗi lại đấy, rồi xấu chuỗi đến cả nắm cái xe dép ở cửa lò Nghệ An đấy, cứ có cái gì thì mọi người cứ xấu chuỗi lại đây. Rồi một cái câu này cũng không thể bỏ qua,
Đây là của một cái nick của Nguyễn Văn Phước nha mọi người. Đây, nick Nguyễn Văn Phước. Hắn nói rằng tạm dừng hướng về nước Mỹ, hãy nghỉ về Việt Nam. Đừng tiếc nửa cán chí khóc mãi, dậy mà đi, núi sông đang chờ. Đấy, thì mình nói rằng là dư mà nói chào Phạm Thái Cương nha, dư mà nói hắn là bác quế đấy thì mình không nói đó nè, nhưng mà hắn đã lấy cái nước Mỹ làm kim chỉ nam thì rõ ràng á là không phải là rõ ràng rằng là hắn không nhất tâm với đất nước đấy, tạm dừng hướng về nước Mỹ. Đấy là câu khẩu hiệu đấy mọi người ạ. Đó này. Có thể cộng cả cái tổ chức của cái thằng này vào đó nữa, và cả cái thế lực đằng sau. Và nếu như mỗi cái đứa mà đều mà toi lên trên này á, thì đằng sau chúng nó đều có một tổ chức hoặc một nhóm chống lưng, chống gầy cho chúng nó mọi người ạ. Đó. Cho nên là giả sử như cái thằng Khánh Văn Văn này, nó luôn chửi đảng, chửi Phương Hằng, rồi luôn chửi đảng và nhà nước. Đấy, thì sau lưng nó, cùng các bạn cũng phải xấu chuỗi tới những cái bọn này. Đấy, xấu chuỗi lại để mà biết được cái sức mạnh của chúng nó cũng không nhỏ như là một cái nhóm của đề cá đâu. Cho nên là đừng có nhìn vào cái nhóm DK mà đánh giá cái thế lực thù địch nó lớn hơn nhiều. Đấy, thật sự là nó lớn hơn nhiều nếu như các bạn biết xấu chuỗi lại. Đấy, sau kể cả mà sau cái thế lực DK đấy, sau cái bọn DK là đó là chỉ mới là một nhóm nổi lên. Đấy, chứ còn cái bọn đang núp lùm. Đấy, con cái bò nắng núp lung nữa. Rồi đấy, cũng là thằng Nguyễn Văn Phước. Cái thằng này gọi là cũng có ăn có học nha mọi người. Cũng là gần cây đá cây đê lắm. Đấy, đây là cái nick của hắn này. Có những loài tu làm người ta nhục nhã, nhưng có những loài tu khiến người ta vinh quang. Đừng để phải xa mẹ ra con thơ, vụ án để lại nhiều trăn trở suy nghĩ đớn đau. Đấy, ở đấy hắn nói rằng, hắn ngầm nói rằng hắn đang cá người con nấm. Mà con nấm là ai? Thì những người mà đã chơi Facebook là các bạn biết rồi đúng không? Đó, mà một thằng đang đương chức đương quyền lại đi cá người một con phản động. Đấy, cùng các bạn cùng nén xấu chuỗi chúng nó vào. Chứ mà chỉ nhìn một cái nhóm đê cá, rồi hay là nhìn chỉ nhìn một cái nhóm của cái gì? Chỉ nhìn một cái nhóm mà gọi là bác quế, mà như cái hình con diễm phàm mà mình đưa lên đó, rồi mọi người nhìn đó, rồi đánh giá rằng mấy đứa léo nguêu, thì làm gì được cái dân tộc Việt Nam. Đấy, rồi á, cùng từ cái nhóm DK nhá, rồi cả những cái đứa đang xấu nhá, đấy, cả những cái thằng đang chống lưng cho nó nhá, đấy, rồi á, cho đến, đó là những cái phần nổi mọi người nè, đó là xấu chuỗi cái phần nổi của những cái nhóm mặc đồ nguy này, rồi những cái nhóm là xe dẹp, là in hình logo, có cái hình logo Việt Nam Cộng Hòa và cờ Mỹ này, cờ Việt Nam Cộng Hòa này. Đấy, rồi á, các bạn phải xấu chuỗi lại với cái bọn mà gọi là bỏ nguy sử đấy, với cái bọn nguy sử đấy. Mình định không nói về cái vấn đề này, nhưng mà vì nhiều người gọi là mình gọi là đánh giá sai. Đấy, đánh giá sai cái sức mạnh của chúng nó, mà cái khí mà chúng nó mà liên kết lại với nhau á, thì chúng ta cũng phải là liên kết chúng nó lại với nhau. Rồi như cái thằng là Nguyễn Đức Hiển
Nó đương đương là một nhà báo ăn cơm dân mặc áo đảng, mà nó lại gọi người dân và gọi những cái người, nó lại gọi người dân và những người yêu nước. Và cái tổ chức của đảng nó kia đấy thì chúng gọi là bò đỏ, hắn gọi là bò đỏ. Tuy rằng hắn chưa ra mặt, tuy rằng hắn chưa ra mặt, nhưng mà ở đâu đó thì chúng ta vẫn phải dự bị. Giống như kiểu mà nhà có cổ cưới chẳng hạn, nói là ta nói là làm đi 50 mâm, nhưng mà làm phải làm dữ dữ đi vài ba mâm đấy, cái kiểu như thế. Phải dự bị cái tình huống, phải đếm hắn vào là coi như là tên tuổi hắn đã có vào, đứng vào cái hàng ngũ phía bên kia rồi. À, mà cái thế lực thù địch lần này đấy là có cây đá cây đê chống lưng nha mọi người, nó không nhỏ như mọi người tưởng đâu đó. Và ở đấy ấy, là cái chuyện là gọi là chưa công khai, gọi là đang núp lùm là phần nhiều đó là. Nhưng mà cái khí mà gọi là số lỗ rồi á, cần công khai á, cái khí mà chúng nó đã cáo trao mà công khai á, thì những cái thành phần, những cái thành phần mà từ lâu tới chứ là đang làm hoài và bao mòn xã hội đấy, nói xấu bếu riếu xã hội, lừa đảo nọ kia đấy, là sẵn sàng ngả vào vòng tay chúng nó trong một nốt nhạc, ngả vào cái vòng tay của bá que đấy. Cho nên là chúng nó tất nhiên là chắc chắn là không mạnh bằng cả cái dân tộc Việt Nam, nhưng mà chúng nó chỉ nhỏ như là một nhóm đê cá ở trên dưới 100 người như các bạn đánh giá đấy thì không đúng. Mình nghĩ chắc chắn đó là không, cái nhận định này là không đúng, mà chúng nó lớn hơn nhiều. Chẳng qua là chúng nó đang núp lùm mà thôi. Mình nói kiểu này, mình nói không phải là theo cái hướng tiêu cực nha mọi người. Đó, tích cực hay tiêu cực gì thì mình cũng nói. Nhưng mà ở đây không phải là tiêu cực, mà rõ ràng cái khí mà muốn đánh giá, nhận định cái sức mạnh của đối phương, của cái phía bên kia đấy, thì phải gọi là phải là xấu chuỗi lại, cộng lại, làm cái phép cộng đấy. Thì cái đó là mình nói, mình giải thích cho các bạn hiểu được là cái cách mà gọi là để mà nhận dễ nhất là gọi là nhận diện cái thế lực bên kia đấy. Có thử xem họ mạnh là yếu, chứ đừng có nhìn vào cái đám mà đê cá rồi nói rằng là chúng mày thì tên dưới 100 thằng. Đấy, thì làm sao mà thắng được cả cái dân tộc Việt Nam. Thì nói thế là nhận định như thế là sai. Rồi thì thôi, mình lịch cũng dài rồi, thì mình xin tạm dừng tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã vô xem ủng hộ kênh Chính Nghĩa. Và nếu thấy đúng, có hợp lý, hợp tình thì xin mọi người một cái like, một cái chia sẻ và cái bấm nút theo dõi nha mọi người. Rồi hẹn gặp lại lịch sau. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Rồi.